Mấy bác thích độ chế loa nhá, em có mấy cặp vỏ thùng loa cho các bác về các bác độ chế. Rồi, em sẽ đo kích thước nha. Cặp vỏ thùng. Chiều cao của cái thùng nó là 23, chiều cao 23. Chiều rộng của nó khoảng độ 14. Rộng 14. Chiều sâu là khoảng 20, nó đã về căng khoảng tầm 22. Đấy. Rồi. Đây, trong này còn nguyên ốc nha. Ốc để anh em, đây là những con ốc để anh em bắt vào loa nhé. Bông biếc còn mới cứng luôn. Đây, bông tiêu âm còn mới cứng luôn. Đấy, bông tiêu âm mới cứng. À, kích thước vòng tròn. Vòng tròn bên trong hết vành là 9,5. 9,5 anh em nhé. Đây, 9,5 là hết cái vòng tròn. 95 hết vòng tròn. Anh em có thể bắt những cái loa tối đa. Tối loa là bắt 11,5. Tối đa là 11,5. Đấy. Lỗ của nó là 9,5 mà. Còn lỗ trên thì đường kính lỗ trên nó rơi khoảng độ 6 cm. Đấy. Đấy. Từ mép này sang mép này, từ cạnh này sang cạnh này. Để em đo để anh em đối chế loa nó dễ. Là 12. Đấy là 12. Em quay nó nghiêng thì thôi, thực ra là 12 phải không nhé? 12. Rồi, hình thức nhé. Đẹp, nói chung là đẹp. Độ chế ok. Tí sức nhẹ ở đây. Còn nguyên cái trụ này nhé, cầu loa nhé. Đó. Rồi, về cơ bản là đẹp, không đẹp tuyệt vời nhưng thế này là đẹp ok rồi. Đây, thả cái này vào đây luôn cho các bác nhé. Ốc này, cái căng đây. Đây, đấu xong loa anh lắp cái căng vào. Lần nữa. Đây, cái căng này nó cậy, anh em phải cậy khéo nha, đừng lấy tu vít cậy nó hỏng mép đấy. Anh em lấy cho em một con dao phay ấy. Đấy, khi lắp kín mà anh em lấy cho em một dao phay, anh em lùa vào những cái mép này này. Đây, anh em lùa đây, em cậy nhẹ nó ra ngay. Chứ anh em lấy tua vít cậy nó sứt cạnh nó xấu, nhiều anh em không biết làm. Đấy, cứ cho nó lưỡi dao phay vào náy nhẹ nó ra ngay. Đấy. Rồi, 180.000 bao ship cho anh em chuyển khoản luôn nhé, em không nhận COD đâu. 180.000 bao ship, anh em nào lấy thì nhắn tin Zalo 0975 575262. Rồi, xin cảm ơn anh em.